Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV. Dạ tiệc va ba, cái tổ chức do ông David Dương thành lập đã diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. Tính đến ngày hôm nay thì cũng đã hơn 2 tháng. Tuy nhiên thì dư âm hay là cái hậu chấn của cái va ba vẫn còn đang tiếp diễn. Mọi cái sự tranh cãi, mọi cái mũi dùi vẫn nhắm vào các cái dân cử, nhắm vào hai cái YouTuber mà được cho rằng là chống cộng cuội. Thậm chí là người ta cũng đặt luôn cái vấn đề đối với cái tổ chức Papa, đối với cá nhân của ông David Dương. Cụ thể như trong văn bản của cái Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai thì nói rõ là gia đình ông David Dương làm hoặc là hoạt động của ông David Dương là thân với cộng sản bởi vì có cái sự đầu tư làm ăn ở bên đó. Còn nói là cha của ông David Dương là cái người đã từng là kinh tài gì đó của cái chế độ cộng sản. Thì tất cả những cái mũi dùi, những cái sự mà tấn công hay là những cái sự mà chỉ trích như vậy. Vừa rồi thì ông David Dương đã bất ngờ có mặt ở tại trước cái sảnh của cái phòng họp của cái thành phố Westminster vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tức là trước khi mà tổ chức cái lễ tưởng niệm cũng chỉ có khoảng mấy ngày thôi. Thì tại đây ông David Dương đã trả lời và cho biết rằng cái lý do vì sao ông ta có mặt là để trả đi cái bằng tưởng lục. Cái bằng khen mà gọi là gây ra khá nhiều các cái tranh cãi. Và cũng giải thích một chút về cái vấn đề là gia đình của ông ra đi với cái diện gì. Và nó hoàn toàn không có liên quan gì đến năm chế độ cộng sản. Thì có lẽ là những cái chỉ trích đó chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Đối với cá nhân ông David Dương hay là cái công ty rác của ông ta có cái sự đầu tư làm ăn và thành lập một cái công ty ở trong Việt Nam. Là cái điều mà ai cũng đã biết, nó đã có hàng thập kỷ rồi chứ không phải là mới đây. Và những người chống cộng, những người cờ vàng hay là ngay cả các cái dân cử mà chui vào trong cái dạ tiệc va ba hay là hai cái YouTuber mà Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy hô hào chống cộng thì họ là những người hiểu hơn ai hết, hiểu hơn bất cứ một cái người nào hết ông David Dương là ai. Và ông David Dương có làm ăn với cộng sản hay là làm ăn với hai bên như thế nào hay không. Và chính chúng tôi có mặt ở trong cái dạ tiệc va ba đó và sau khi mà trước các cái búa rìu dư luận thì thấy rằng ông David Dương vẫn cứ giữ được cái quan điểm rằng là va ba không có chính trị, va ba là một cái tổ chức làm ăn và kết hợp kinh tế và phát triển cộng đồng và kết nối các cái dân cử để tạo ra một cái hiệu ứng để mà làm ăn tốt thôi, người ta kiếm tiền. Thì nếu như mà giữ được cái thái độ đó thì có lẽ là nhiều người người ta cũng rất là dễ dàng để mà thông cảm với va ba. Người ta cũng không thể nói va ba là cái nhà đấu tranh hay là cá nhân ông David Dương không phải là nhà đấu tranh. Cũng không thể bắt buộc David Dương phải quấn cờ đỏ, quấn cờ vàng. Không thể bắt buộc Va Ba phải in cái lá cờ vàng lên trên cái logo của mình. Hay là nói xa hơn nữa là phải tài trợ cho chống cộng hay là tài trợ cho cái sự kiện này, sự kiện kia. Đó là cái vấn đề mà chúng ta muốn khơi mào để mà đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi muốn đi đến một cái vấn đề được đặt ra đó. Là vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 vừa qua thì ở tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn thì chúng ta biết rồi, theo cái thông lệ là 30 tháng 4 thì cái cộng đồng chống cộng đồng tị nạn cộng sản, cái thủ phủ gọi là tị nạn cộng sản, thủ phủ cờ vàng đó, thì năm nào cũng vậy, theo thông lệ người ta gọi cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn, cái ngày uất hận, cái ngày mà người ta tổ chức nhiều cái sự kiện, thí dụ như là chào cờ, rồi thắp nến, rồi cầu nguyện, rồi đọc diễn văn, diễn từ, rồi có hàng loạt những cái lễ tưởng niệm dân hương, tưởng nhớ đến những cái người đã khuất ở trong cái chiến tranh, hay là những cái người chiến sĩ gì đó của Việt Nam Cộng Hòa. Và quan trọng hơn hết là người ta tố khổ cộng sản, người ta chỉ trích ngay cả những cái cộng sản trước đây và ngay cả cái chính quyền của Việt Nam bây giờ. Và cái ngày lễ đó thì có những cái lúc người ta tổ chức diệt binh, không phải là diệt binh mà cũng cầm súng, cầm rồi mặc những cái quân phục làm rất là khí thế. Và có những năm còn thả bong bóng bay hay là làm nhiều cái sự kiện treo cờ vàng ba sọc đỏ rợp khắp hết. Và năm nay cũng y như vậy, tức nghĩa là cái vùng Lý Đô Sài Gòn năm nay cũng có ít nhất là 3 cái sự kiện, hay tới đúng hơn là 4 cái sự kiện diễn ra trong ngày 30 tháng 4 năm 2023. Và chúng ta đã thấy những cái hình ảnh rồi, Phố Bên Sa TV hay là một số các cái kênh YouTube khác cũng đã có tường thuật tại chỗ. Chúng tôi cũng có những cái thước phim nhưng mà bởi vì chúng tôi chưa có đưa lên được, mà vì còn phải có những cái sự chỉnh sửa
Và bây giờ thì nó cũng đã qua rồi cái thời điểm, cho nên là chúng tôi thấy rằng để làm tư liệu để mà khi mình nói chuyện mình dẫn chứng thì nó tốt hơn. Và đối với cái ngày 30 tháng 4 vừa rồi thì có một cái chuyện lạ là trong cái ngày đó có nhiều tiếng đồng hồ, hàng giờ, hàng mấy giờ đồng hồ là có những cái chiếc gọi là phản lực cơ nhỏ, chiếc máy bay nhỏ đã chở, hay nói đúng hơn là kéo cái lá cờ vàng ba cái sọc đỏ, mà kéo cái lá và cờ vàng qua sọc đỏ thì thật ra trong cái cộng đồng người ta cũng thường làm trong rất là nhiều các cái sự kiện, thí dụ như là diễu hành Tết có năm thì cộng đồng quốc gia Việt Nam hình như là của chỗ ông Bùi Phát á, có khi cũng mướn cái ông hình như cái ông Hưng nào đó này cũng bay một tiếng hay là một chút vậy đó để rồi cho nó thấy có khí thế. Nhưng mà năm nay thì cái lần này 30 tháng 4 thì lại kéo bay vòng 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 hàng mấy tiếng đồng hồ. Thật ra thì ngày 30 tháng 4 vừa rồi là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật. Đúng ra thì có lẽ là kéo từ bắt sáng, nhưng mà vì cái ngày hôm đó thì cái buổi sáng có sương mù, cái trời âm u, nó khá lạnh, cho nên rằng có lẽ vì cái lý do đó mà cái chiếc máy bay nó đã phải phải bay, và cái hành động mà kéo cờ vàng nó diễn ra sau đó mấy tiếng đồng hồ. Và có một cái điều đáng nói đó là cái cờ vàng không chỉ đi một mình, mà cái cờ vàng sau đuôi cái lá cờ vàng còn có cái lá cờ của Va Ba. Và cái việc mà kéo cái lá cờ của Va Ba gắn liền với lá cờ vàng, cho nên người ta nói rằng là đó là cái sự kiện, cái sự việc là do ông David Dương hay là do Hiệp hội Va Ba thuê mướn cái người đó lái máy bay để mà kéo cái lá cờ vàng. Thì như vậy đó, thật ra thì chúng tôi không có một cái cơ sở nào, chúng tôi cũng không nghe ông David Dương xác nhận rằng chính ông ta là cái người mướn hay là cái tổ chức Va Ba mướn để mà làm cái chuyện đó. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không có nghe hay là cũng không có thấy bất cứ một cái sự phản hồi, bất cứ một cái sự phản đối nào đó của chính ông David Dương hay là của cái Hiệp hội Va Ba. Thí dụ như một cái cá nhân hay tổ chức nào khác mà người ta lấy cái logo của mình, lấy cái lá cờ của mình, lấy những cái biểu tượng của mình, lấy tên tuổi của mình ra để mà người ta nhân danh người ta làm chuyện này chuyện khác, thì ít nhất mình cũng phải phản đối, bởi vì cái sự việc này, sự việc nó diễn ra trước thanh thiên bịch nhật, cho nên không thể nói là không biết được. Thì do đó thì hiện giờ ở trên cộng đồng mạng đang sôi sục, người ta có nhiều cái video clip và nhiều cái sự bình luận, chúng tôi cũng nhận được khá nhiều các cái email đặt ra là tại sao ông David Dương và tại sao cái Va Ba làm như vậy. Trong đó chúng tôi có nhận được những cái sự phản hồi ngay cả ở trong nước nữa. Ở trong nước cũng đặt cái vấn đề người ta rất là bất ngờ. Và người ta có người thì nói rất là nặng nề rằng là cảm thấy vô cùng thất vọng đối với Va Ba, đối với cái cá nhân ông David Dương. Bởi vì hồi trước cái giờ nghĩ rằng ông David Dương và cái tổ chức Va Ba là một cái tổ chức rất là khôn khéo, cá nhân ông David Dương rồi có doanh nhân làm việc rất là thông minh, có thể nói là xử lý hài hòa các cái cộng đồng ở bên hải ngoại là cái cộng đồng cờ vàng, và ngay cả ở trong nước cũng vậy, có những cái sự tiếp xúc rất là khôn khéo và quen biết quá nhiều các cái quan chức cấp cao. Ngay cả ở trong Việt Nam thì được biết ông David Dương cũng có chụp hình chung rồi có những cái cuộc tiếp xúc với rất là nhiều các cái quan chức, thậm chí là tứ trụ của triều đình. Và ngay cả ở Mỹ cũng vậy, chúng ta đã thấy rằng đó Trần Nhật Phong cũng lên nghêu ngao rằng nói rằng làm ông David Dương làm còn ủng hộ tiền cho cái ông McCarthy lên tới là 1 triệu Mỹ kim, và cứ quan quan những cái chuyện như vậy, thấy cái tiền là bỏ ra để mà ủng hộ. Ngay cả Trương Quốc Huy rồi cũng khoe khoang những cái việc mà ông David Dương là quen biết với rất là nhiều các cái quan chức ở tại chính trường Hoa Kỳ. Thì tất cả những cái điều đó thì thật ra đối với ở Hoa Kỳ thì không có gì lạ cả. Những người làm chính trị thì họ lúc nào cũng cần những cái tiền đóng góp, nhất là những tiền đóng góp đến từ các cái doanh nghiệp, đến từ các cái người làm ăn, những người làm ăn mà họ chịu hào phóng và chịu rải tiền ra, thì những cái người mà chính trị gia họ lao vào thôi, lúc nào cũng vậy hết. Còn vấn đề mà họ có đạp giò đạp cẳng, có giúp đỡ hay không, có giúp cho các cái cá nhân đó hay doanh nhân doanh nghiệp đó làm tìm ra một cái dự án nào đó hay không, hay là làm lợi cho họ, hay là doanh nhân doanh nghiệp cho tiền những cái người đó, thì Hồng muốn biến họ trở thành một cái vật để mà khai khiến, hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái lợi dụng vào cái sức mạnh của họ để mà tạo ra cái lợi ích cho cái bản thân mình hay là cái công ty của mình, thì không biết là có được hay không.
Bởi vì cũng tùy theo người, ở Mỹ thì có luật lệ rất là rõ ràng và những người mà chính trị gia lúc nào cũng bị soi rất là kỹ. Họ soi cái kỹ nhất là từ cái bên năm, từ cái bên mà đối lập, và cái kỹ thứ hai là từ cái góc độ báo chí, góc độ truyền thông, góc độ mà những cái người mấy nhà quan sát viên đó. Ở đây chúng ta muốn nói là báo chí hay là truyền thông trung thực, truyền thông khách quan, không phải là cái truyền thông bưng bô, truyền thông mà phe đảng. Truyền thông phe đảng thì nó bịt mắt, nó cái kiểu mà nó chỉ thấy có một bên, không thể thấy được. Thì kiểu như là Trần Nhật Phong với Trương Huy không phải là truyền thông, mà là cái kiểu mà làm những cái YouTuber và đi theo những cái phe nhóm thôi, và chỉ để vuốt ve nịnh hót và làm cái vật sai khiến cho một cái nhóm nào đó, không thể nào gọi là truyền thông được, mặc dù là họ vẫn cứ hô hào rằng là truyền thông. Và chúng ta đã thấy rằng đó, thì trở lại cái sự việc của ông David Dương, khá nhiều các cái câu hỏi được đặt ra là tại sao lại kéo cờ vàng, hay là tại sao Va Ba lại kéo cờ vàng, và kéo cái cờ vàng ngay trên cái đầu của những người mà đang tổ chức các cái sự kiện gọi là tưởng niệm ngày Quốc hận ở bên dưới. Như vậy thì ở đây đó là muốn vuốt ve cái lòng tự ái của những người chống cộng, của cái cộng đồng chống cộng, hay là vấn đề là muốn đối đầu với cộng sản, muốn đối đầu với chính quyền của Việt Nam, muốn tạo ra một cái thái độ rõ ràng. Bây giờ minh định rằng Va Ba là cờ vàng và Va Ba là lúc nào cũng đứng với cái cộng đồng chống cộng. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta cũng không thể nào trả lời thay cho những người trong cuộc. Những người trong cuộc bây giờ rõ ràng là ông David Dương. Đây là những cái sự kiện vô cùng nóng mà với góc nhìn mà của những người trong nước thì đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, giữa cờ vàng với cờ đỏ, hay nói đúng hơn là cái cộng đồng mà chống cộng ở hải ngoại, thì đã bao nhiêu năm nay rồi người ta hô hào chống cộng. Tuy nhiên ở trong nước người ta không công nhận rồi, cái việc mà cờ vàng đó là cái việc mà đã xếp lại quá khứ rồi, cái việc đó đã đi vào dĩ vãng rồi. Và nhiều cái tổ chức cả quấn cái cờ vàng, dương cái cờ vàng, bị Việt Nam đưa vào cái danh sách gọi là tổ chức khủng bố, và những cá nhân nào dính vào các cái tổ chức đó cũng sẽ bị coi như truy tố, khởi tố, thậm chí là truy nã. Vừa rồi có một cái tổ chức cũng diễn ra ở tại Lý Đô Sài Gòn, tại Tượng Đài Chiến Sĩ, cũng lên giới thiệu rằng có những cái người tham dự các cái đảng phái, trong đó có cả đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân thậm chí là giới thiệu 2 3 người đảng Việt Tân. Rồi những cái đảng phái như vậy mà chúng ta thấy rõ ràng khi mà có những cái sự tiếp xúc, những cái sự tài trợ, những cái sự kết nối và minh định bằng cái lá cờ vàng lên như vậy, thì nó là một cái điều nó mang cái màu sắc chính trị vô cùng rõ nét, không thể nói là phi chính trị được nữa rồi. Nếu như cái sự kiện mà tổ chức đó chính ông David Dương đồng ý, hoặc là ông ta thuê mướn, hay là ngay cả Va Ba, thật ra thì Va Ba cũng là của ông David Dương, và ngay cả những người quản lý ở bên dưới mà làm cái chuyện đó thì cũng là của ông David Dương, cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên là tất cả những cái chuyện này mà làm như vậy để mà vuốt ve cái cộng đồng, bởi vì vừa rồi cái cộng đồng đó cũng chỉ trích cái tổ chức Va Ba rất là dữ dội, nói rằng cái tổ chức này là cái tổ chức mà thân cộng sản, như là cái kiểu cái tổ chức của ông Phát Bụi, hay là ngay cả của ông Phan Kỳ Nhân, ngay cả Bắc California cũng đặt vấn đề rất là nhiều về ông David Dương các thứ. Thì có lẽ là vì bị chỉ trích quá trời cho nên bây giờ ông David Dương hay là cái Va Ba muốn quay lại, muốn gắn cái lá cờ vàng lên để mà vuốt ve, để mà làm cho quý vị qua mắt. Và như vậy thì quý vị đó, bây giờ quý vị nói tôi là không chống cộng, bây giờ rõ ràng tôi minh định cờ vàng. Tôi biết quý vị là thích cờ vàng cho nên là chúng tôi kéo cờ vàng trên đầu quý vị cho quý vị vui. Trong ngay cái ngày quốc hận đó thì quý vị nhìn lên trời đã thấy rồi, coi như là cờ vàng bay phất phới tung trong gió như vậy. Và nó còn tung bay và mãi sát cánh với Va Ba để mà bay trên cái bầu trời tự do ở tại nước Mỹ. Và quý vị đang có quốc hận, đang có tố khổ cộng sản, mà nhìn lên thấy một cái tương lai tươi sáng ở ngay cái trên đầu đó, là cái lá cờ vàng tung bay. Và đây có phải là một ước muốn rằng sẽ tung bay cái lá cờ vàng ở tại Việt Nam, tung bay ở trên cái chế độ cộng sản để mà mang cái tự do của cờ vàng và Ba Ba ở tại Việt Nam, nó có đúng như vậy hay không? Và các cụ có thỏa mãn cái lòng tự ái chưa? Bởi vì cần cờ vàng thì cho cờ vàng thôi. Vừa rồi đó thì Phố Mai Sa TV có phỏng vấn ông coi như là ông Phan Kỳ Nhân. Chính ông Phan Kỳ Nhân cũng nói rằng là cái việc mà có nhiều người đó treo cờ vàng
hay là máng cờ vàng, không phải là vấn đề là họ là cái người chống cộng đâu, hay là ngay cả những cái người mà gọi là người quốc gia đâu. Chúng ta thấy rất là rõ đây nhá, thí dụ như là đây rõ ràng là ngài tưởng niệm à, đây là cái phần mà cái bài của ông Vũ Hoàng Lân mới đưa lên ngày hôm qua, thì ngài tưởng niệm 30 tháng 4 ông Phan Kỳ Nhân nói không phải cầm cờ vàng đeo khăn vàng là người quốc gia. Thì thật ra thì cũng có người họ nhìn nhận ra được, họ cũng biết rằng cái đám chống cộng cuội nó khoái khoác khăn vàng lắm. Trong cái dạ tiệc va ba không biết là có dặn trước hay không, nhưng mà không thấy ai hết, không thấy bất cứ một cái người nào mà đeo cờ vàng khắc khăn vàng cả, không có đeo mang cái cờ vàng gì vào hết, kể cả Nguyễn Minh Chí rồi Trí Tà, ngay cả Trần Thái Văn, ngay cả Nghê Lữ là trước giờ cũng hay đâm thắt cà vạt màu vàng lắm, không thấy luôn. Rồi Vũ Nhân, rồi bao nhiêu những cái chị gì đó chúng tôi không muốn nói tên, ở trên truyền thông của Bắc California nhiều lắm, đến dự không ai đeo một cái cờ vàng. Trong khi đó thì sau đó thì đeo cờ vàng hàng loạt, đi hát karaoke thì đeo, đi cắt băng Khánh Thành này, đi thăm hội đoàn kia, đi 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 mà đi ra ngoài đường phố thì đeo cờ vàng, có khăn vàng rất là dữ dội. Đeo như vậy lại làm cái gì? Người ta biết rõ ràng là cụi rồi, và chính vì cụi bây giờ nó thể hiện trong văn bản luôn, và nhiều cái hội đoàn họ gọi là cụi. Thì cái việc đó đó thì thật ra thì chúng ta không biết là cái phản ứng có phải như ông Phan Kỳ Nhân nói là không đồng ý, là bởi vì phải coi họ như thế nào, chứ không phải là họ quấn cái cờ vàng hay là họ kéo cờ vàng, họ mang khăn vàng thì nói họ là người quốc gia. Đó là cái ý thứ nhất. Tuy nhiên thì trong cái ngày biểu tình đối với cái nhóm mà gọi là dân chủ chống cộng cụi đó, thì chính chúng tôi là phỏng vấn ông Phan Kỳ Nhân, thì ông Phan Kỳ Nhân cũng có nói rằng là ông ta đấu tranh, hay là đúng hơn là biểu tình để mà kêu co các cái người mà họ 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 sai đường họ quay lại. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là thôi, hồi trước thì nói rằng thân cộng sản, bây giờ thôi có cờ vàng rồi, và như vậy thì nói là yêu Việt Nam Cộng Hòa, hay là gọi lại là chống cộng dữ dội, trở về cái gọi là chiêu hồi, cái gọi là đường cái gì đó này, theo cái kiểu của ông Phan Kiền Nhân, thì như vậy là được, người ta không có chống nữa. Thì nó có đặt vào cái trường hợp như vậy hay không, khi mà người ta chụp mình là cái người cộng sản, hay là làm ăn với cộng sản, hay là bưng bô cộng sản, hay làm hại cờ vàng gì đó, thì bây giờ mình quay lại mình máng cái lá cờ vàng và mình kéo cái lá cờ vàng ngay trên đầu các cụ để mà mình chứng minh rằng mình quay lại mình là cái người chống cộng. Đó là cái ý mà chúng ta đưa ra những cái câu hỏi mở như vậy. Chúng ta chưa đi đến kết luận, chúng ta sẽ có những cái kết luận hay là có những cái sự phân tích sâu hơn trong những cái video clip tới. Thì chúng ta đi sang một cái câu thứ hai, đó là góc nhìn từ ở phía Việt Nam thì như thế nào. Nghĩa là cái việc mà đối với luật pháp của Việt Nam thì chúng ta đã biết rồi, Việt Nam với Hoa Kỳ là làm ăn với chính thống với nhau, và giữa hai nước thì đang có một sự cái băng thông của nó đang rất là rộng và đang triển khai, nó chưa bao giờ mà nó có thể là mạnh bạo như hiện nay, và chưa bao giờ mà luật pháp của Việt Nam nó chặt chẽ như thế nào thế này. Ngay thời điểm này, ngay cả ông Đa Bích Dương cũng đã từng trả lời báo chí ngay cái ngày mà chúng tôi phỏng vấn, thì nói rằng là thời điểm lúc đầu thì tranh tối tranh sáng, có thể nói rằng luật pháp Việt Nam cũng còn lỏng lẻo, đầu tư sớm thì nó có nhiều cái cơ may nhưng mà cũng có nhiều cái rủi ro, và dĩ nhiên là cái đất nước nó chưa có hoàn chỉnh về luật pháp. Nhưng mà chúng ta phải ông nhưng mà ông Đa Quý Dương vẫn còn nói thiếu một cái ý, là thời điểm này luật pháp của Việt Nam nó đã hoàn toàn khác 100% so với cái thời điểm ông ta đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam đang chơi với tất cả các nước và thân với Mỹ, và đi theo các cái đường hướng kinh tế thị trường của Hoa Kỳ, cũng như là cái thể chế của tự do gọi là đa phương hóa, và càng lúc càng hoàn chỉnh hơn. Chính vì vậy nó rất là chặt chẽ, những cái việc mà đạp giò đạp cẳng, những cái việc mà phết phẩy, hay là những cái việc mà in the table, nó không còn có thể hiệu nghiệm được nữa. Những cái thời điểm mà người ta có thể sử dụng những cái quyền lực mềm thì bây giờ càng lúc nó đã phải công khai rồi, bởi vì cái sự soi hay là cái sự mà giám sát, và ngay cả cái hệ thống truyền thông bây giờ cũng rất là mạnh. Ở Việt Nam người ta nói rằng có sự kiểm soát truyền thông, tuy nhiên thì cái mạng mà Internet bây giờ nó mạnh như thế này, thì có kiểm soát cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không thể nào mà có thể nói rằng là khống chế hoàn toàn nếu như những cái điều đó sai trái trước mắt. Và đối với những người mà hồi trước tới giờ đó, thì cái góc nhìn của Va Ba
hay là cái góc nhìn của ông David Dương đi, chúng ta đặt cái vấn đề giả thiết rằng ông David Dương và ba ba là tổ chức cái việc kéo cờ đó, thì đây là cái việc có thể nói rằng lợi bất cập hại, hay nói đúng hơn là cái việc đã bị đưa vào cái thế là đối đầu với cộng sản, đối đầu với chính quyền của Việt Nam. Bởi vì thà là làm ăn kinh tế, có những cái sự tranh chấp, có những sự khiếu nại khiếu tố gì đó, đó là cái chuyện bình thường. Công dân ở Việt Nam bình thường, người ta là đảng viên 80 năm, 50 năm, 70 năm, có khi họ cũng đã trở thành những người đi khiếu kiện. Vấn đề nó rất là khác biệt. Tuy nhiên thì ở cái góc độ từ kinh tế mà chuyển sang chính trị, chuyển sang ở cái góc độ làm có một cái hình tượng, những cái biểu mẫu hay là các cái tổ chức, các cái hội đoàn mà thường hay mà ở phía Việt Nam dùng cái từ là chống phá Việt Nam, phá hoại cái sự đoàn kết, phá hoại cái công cuộc xây dựng và phá hoại cái sự thăng tiến của Việt Nam, hay là phá hoại cái quan hệ giữa Việt Mỹ, chặn đường tiến của các doanh nghiệp khi mà làm ăn kết nối với nhau, thì mang ngoại sát chính trị, tức nghĩa là cổ xúy những cái nhóm gọi là chống cộng, những cái nhóm mà chống cộng hay là chống cộng cùi. Rõ ràng như thời gian vừa qua thì ông David Dương đã lên những cái kênh như là cái kênh của N10 TV, và ngay cả Trương Quốc Huy thì cũng đã trả lời rất là rõ, nói rằng ông David Dương ông chơi cộng sản thì ông vô trong đó chơi với nó chứ ngu rồi ráng chịu, không phải là ngu mà hình như là ông bây giờ ông bị cái gì đó ông ráng chịu. Chúng tôi sẽ làm một cái chương trình riêng về Trương Quốc Huy để mà nói về cái chuyện đó, thì ngay cả Trần Nhất Phong cũng nói những cái điều tương tự như vậy. Chúng ta thấy rằng như vậy thì cái việc kéo cờ vàng và cái việc mà liên hệ với các cái cá nhân hay là những cái kênh YouTube mà Việt Nam cho rằng là chống phá đó, như là Trương Quốc Huy, thì chúng ta đã thấy rồi, đem hình tượng của Hồ Chí Minh lên nhục mạ rất là dữ dội. Rồi sau này thì kích động làm rất là nhiều thứ. Lẽ ra là cái kênh của Trương Quốc Huy là phải bị chặn từ rất là lâu, là phải đưa vào cái sách gọi là bìa đỏ rồi. Nhưng mà không hiểu vì sao ở trong Việt Nam có thể nói rằng đến bây giờ nhiều người cũng vẫn có thể truy cập được. Thì cái cách mà để sử dụng những cái nhóm gọi là chống cộng hay chống cộng cùi, nó bơm thổi hay là đưa cái thông điệp của mình để mà đưa ra bên ngoài như vậy, và được khuếch đại lên để mà chứng minh mình là cái người cờ vàng, hay là chứng minh mình là cái người có thể đối đầu với cộng sản, thì đây là một cái tình huống đã từ nguy hiểm này nó chuyển sang cái nguy hiểm khác mà nó nặng hơn. Bởi vì cái cộng đồng ở bên đây đó, với cái sự kêu gọi của Trần Nhật Phong hay là Trương Quốc Huy, thì có thể người ta tin tưởng là đây là những cái tên chống cộng hay không? Những người chống cộng họ không có ngu si, họ không có dại dột gì để mà nghe hai cái tên chống cộng cùi này. Chính là nhiều cái tổ chức hội đoàn người ta đã vạch mặt rồi, ngay cả cái người chống cộng rất là cực đoan như là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng đã vạch mặt và chỉ chửi rất là thẳng vào Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy, và cho rằng những người này là xôi thịt, những người này là không thể nào chấp nhận được. Và họ không phải là cái người từ cái trong lịch sử đi ra, không phải là cái người của lực lượng cờ vàng, lấy cái gì mà để mà kêu gọi, không thể dựa vào cái YouTube mà triệu sắp triệu view đó. Bởi vì những cái YouTube đó đó người ta có thể mua được, người ta có thể là kiếm được, người ta có thể là làm tạo dựng được 100%, không có vấn đề gì cả. Cho nên nếu mà nghĩ rằng nó có sức mạnh dữ dội, nếu mà có sức mạnh dữ dội thì hôm đó đến nay thì họ cũng đã có thể làm dập tắt các cái tiếng nói của những người trong cộng đồng rồi. Họ đâu có để mà cộng đồng mà họ chỉ trích, họ tấn công, họ lên án như vậy. Kể cả Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy đến bây giờ bản thân mình còn không có lo cho mình được cơ mà. Từ Bắc Cali, Nam Cali, từ cái lực lượng cờ vàng người ta đặt ra, ngay cả những đồng đội chiến hữu gì đó, những cái đám mà trước giờ đi theo Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong có khi nó cũng đặt vấn đề. Và người ta cũng không làm được. Cho nên là cái cách mà nói và lợi dụng hay là ảnh hưởng chỉ là rải ra một chút các cái vấn đề mà ưu đãi như là kéo cờ vàng hay là hô hào một vài các cái vấn đề gì đó chống cộng, mà nghĩ rằng người ta vui, nghĩ rằng cái cộng đồng này sẽ bị bôi trơn, cái cộng đồng này sẽ bị hoa mắt, cái cộng đồng chống cộng cực đoan này nó rất là dễ bị sỏ mũi, thì cái điều đó cũng không phải như vậy đâu. Cái cộng đồng thật ra các cụ đã gọi là cực đoan rồi, các cụ đã quá nhiều năm sống lăn lộn ở trong cái cộng đồng mà gọi là gió tanh mưa máu cộng đồng, quá nhiều các sự giả dối, thì người ta cũng sớm nhìn ra thôi, và người ta cũng thấy đâu là cái chân chân của cái sự thật. Và đó là cái kiểu mà chúng ta nghĩ rằng là nếu mà đưa vào cái đối đầu với cộng sản để tạo gì, tạo cái sức mạnh của ở bên ngoài, tạo cái sức mạnh của cái cộng đồng để làm áp lực lại đối với chính quyền Việt Nam, có phải đúng như vậy hay không? Và làm áp lực ở Việt Nam cái việc gì, là cái việc có liên quan đến những cái trục trặc làm ăn gì đó ở trong Việt Nam.
Đó có phải là như vậy không? Và nếu như mà sử dụng các cái sức mạnh hay là ảnh hưởng của cái mạng lưới cờ vàng ở hải ngoại để mà làm những cái điều đó là nó đã đi vượt qua cái gọi là lằn ranh chính trị rồi. Như vậy thì cái nguy cơ nó nằm ở chỗ nào? Và ngay cả trong cái vụ kiện đi, nếu mà có khởi kiện hay là có kiện sâu vào đi nữa thì nó sẽ đi đến đâu? Tất cả những cái câu hỏi mà phía sau đó chúng ta sẽ dành để mà nói trong những cái video clip tới. Còn bây giờ thì chúng ta xin chấm dứt tại đây. Và cũng như là thường lệ thì chúng tôi đang rất là muốn để mà các bạn để lại những cái comment và chúng ta tiếp tục trao đổi và chúng ta để tìm ra thêm những cái ý và để mà chúng ta thấy được cái sự việc nó toàn cục hơn. Và cái sự kết luận đó là cái sự kiện mà kéo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở trên đầu của các cái cụ trong cái ngày mà tưởng niệm quốc hận thì nó là một cái vấn đề phải nói rằng là một sự kiện nóng, là một cái sự kiện gây tranh cãi và đây là một cái sự kiện có thể nói là một cái bước vượt qua cái gọi là lằn ranh phi chính trị hay là chính trị. Và đó là cái câu hỏi và đó là cái câu kết thúc của chúng tôi và chúng tôi xin trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.